Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hồi sinh một loài thằn lằn ở dưới nước luôn nha các bạn. Đó. Và tên nó rất là khó đọc luôn. Đây là Leopleurodon nha các bạn. Cái tên đúng là khó đọc luôn. Và mình đang có 12 cái DNA của nó luôn. Wow, xịn nha. Để mình chia nó ra mấy cái conservat trước cái đã. Đầu tiên là phải chia nó ra hết. Ok, để mình sẽ bỏ vào từng cái nha các bạn. Xơi 12 cái luôn. Wow, vậy là thì cái bầy này nó sẽ rất là đông luôn đó. Ok, còn 6 cái nữa chúng ta sẽ chia nốt luôn đi. Đó. Rồi, 4 cái này mình sẽ bỏ lần lượt vào hết trong đây luôn nha các bạn. Ok, rồi chúng ta sẽ đi múc sữa trước nè. Đó. Lúc nào đầu tập thì mình cũng tiến hành hồi sinh bọn này trước hết các bạn à. Đó, để cho nó đỡ mất thời gian một tí. Wow, mình đang khá là thiếu mấy cái ô trong inventory nè. Ok, chúng ta sẽ đi múc sữa trước đi. Rồi, đủ rồi. Vào đây chúng ta sẽ bỏ vào mấy cái conservat tiếp tục nha các bạn. Đó, bỏ thêm một xô nữa. Rồi, thêm một xô nữa. Đó, như vậy cho nó đủ hai cái DNA luôn đó các bạn à. Rồi, chúng ta thiếu mấy cái xô sữa nữa đúng không? Để mình ra mình múc luôn. Trời ơi, các em thằng bò này mà cứ múc sữa vô tận các bạn ơi. Không bao giờ hết luôn. Rồi, và cái conservat cuối cùng. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Tôi sẽ tiến hành cất hết vào trong đây nha. Wow, quá đã luôn. Trời ơi, 12 cái DNA. Quá là nhiều mà. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây cái chuồng cho... À, cái hồ bơi chứ. Cho mấy cái em này nó tung tăng một xíu bạn à. Ở đây mình có đánh dấu sẵn rồi. Thì chỗ này mình sẽ đặt một cái reinforced glass. Đó, thay thế cái block này. Rồi. Thì mình dự định là xây cái chuồng của cái con... À quên, cái hồ bơi của con Leopleurodon này. Nó sẽ sâu xuống 6 ô nha các bạn. Đó, sâu 6 ô thôi. Chứ nó không sâu 10 ô như cái bọn Mosasaurus kia đâu. Trời ơi, 10 ô đúng là mệt luôn đó. 6 ô để chúng ta tiết kiệm thời gian hơn một xíu. Ok. Để mình đào trước cái đã. Đó, chúng ta sẽ tiến hành tính toán trước nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ đặt mấy cái reinforced glass. Kéo hết xuống này đi. Đó. Rồi. Thêm 3-4 ô nữa đi các bạn à. Để mình tính xem cái đã. Nên một block nữa không ta? Chúng ta nên xây 6 ô hay là xây 7 ô đây ta? Để mình tính xem. Hơi bị khó khăn luôn. Này, lúc nào cũng vậy, chúng ta sẽ làm cái khuôn trước nha các bạn. Ây da. Chỗ này chắc mình sẽ dùng cái cây dùng mấy cái đen sen các bạn à. Mấy cái cát dày đặc này nè. Để chúng ta lắp cái phần dưới. Vậy thì chúng ta sẽ đào cái reinforced glass này đi ha. Để mình tính coi. Nó đủ 6 ô chưa? Rồi, chắc đủ thì chúng ta sẽ đào cái này đi luôn nha các bạn. Ok, đào cái này đi. Rồi, đó, xịn nha. Sao quá xịn, quá xịn. Rồi, ở đây mình sẽ đặt mấy cái đen sen, mấy cái cát dày đặc xuống dưới đây luôn. Đó, để cái bọn Leopleurodon này nó không phá hủy được các bạn à. Ở đây thì nó không thể phá hủy mấy cái reinforced glass nè, các dây đặc cũng như là mấy cái block mà mạnh hơn sắt nha các bạn. Như là kim cương nữa, sắt và kim cương thì nó sẽ không phá hủy được. Nhờ vàng nó có thể phá hủy được nha. Trời ơi, nó hao tổn chưa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đào ra cái đã. Để mình sẽ lắp cái sàn bằng đen sen trước nha các bạn. Trời ơi, những cái công đoạn này thì chúng ta sẽ tu nhanh một xíu, mong các bạn thông cảm nha. Đó. Nói chung những tập xây dựng thì mình chủ yếu mình tua thôi. Ok. Đó. Lấy cái búa đập cái này đi luôn. Xoay ơi. Đập cái này đi luôn nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái excavator để mà kéo ra nha các bạn. Wow. Kéo ra tuốt ngoài này luôn. Thì cái hồ bơi á, nó sẽ có diện tích giống như cái bọn Pteranodon nha các bạn. Đó chính là 50x50. Quá xịn luôn. Vậy nó sẽ đỡ được phần nào đó các bạn ạ. Có cái trái banh nè. Trái banh màu cam.
Ok, bỏ vào trong đây. Đó. Rồi, như đây đủ chưa ta? Nãy giờ đủ 50 ô chưa không biết nữa. Để mình đập ra một xíu luôn đi. Đập dư cũng không sao đâu. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tới cái này và kéo ra nha các bạn. Xê ơi. Tiến hành kéo ra thôi. Đây. Có rất là nhiều đen sen luôn. Trời ơi. Các dây đặc đó các bạn à. Ở đây thì mình sẽ kéo ra 47. Đó, là đủ 50 luôn đó. Rồi, kéo ra nào. Ủa, có con gấu kia nó đi theo mình làm cái gì vậy? Nó đang hiếp tôi hả? Kéo ra con này. Trời ơi. Và ờ, tới đây thôi à. Wow, xây lỗ cũng hơi bị nhiều đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp mấy cái dirt ở đây luôn nha các bạn. Ồ, chúng ta lắp lại. Xây ơi, lắp lại hết. Thì chắc mấy cái đoạn xây cái khung này á, cũng như là xây cái hồ bơi á, mình sẽ tiến hành tu nhanh nha các bạn. Có gì các bạn nghe nhạc đỡ một xíu nha. Ok. Xây ơi, tiến hành đào ra một xíu nè. Rồi, lại hợp lý luôn. Just to get to you.
Ok, thì cuối cùng mấy cái Kunzavat á nó cũng đã tạo xong 12 cái Lyo Pleurodon Shark rồi các bạn à. Đây là những cái túi cá nha. Đó, mấy cái này thì nó nở. Nó sẽ nở rất là nhanh luôn. Khi mà chúng ta đặt dưới nước một phát là nó nở ra. Nó không phải chờ như mấy cái trứng các bạn ơi. Ok, ở đây mình sẽ đi ra cái hồ bơi. Đã xây xong rồi này rồi. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Kinh khủng chưa? Ở đây mình sẽ tiến hành chỉnh qua cái chế độ be full nha các bạn. Chế độ bình yên để cho bọn này nó không có cắn mình. Bọn này dữ lắm. Đây, mình sẽ tiến hành cho 12 con ra luôn nha các bạn. Hồi sinh một lần 12 con Lyo Pleurodon luôn. Đây, ta-da. Wow, nhìn nó như con ba ba vậy. Nhìn rất là bự các bạn ơi. Nó bơi kỳ cục lắm. Nhưng mình cảm giác nó bơi rất là nhanh nha. Trời ơi, hấp dẫn luôn. Rồi, đủ 12 con rồi. Ây da, tôi bị ngộp thở. Wow, các bạn nhìn nó chơi đùa nè. Ở đây mình có rất là nhiều cái trái bon nè. Cũng như là mấy cái bubble flower. Mấy cái máy thổi bong bóng. Để cho bọn này tăng cái điểm happy lên các bạn à. Bọn này thì nó ăn thịt, ăn cá và ăn ốc anh Vũ luôn. Wow, càng đấy. Đây, để tôi dí theo tôi cho bọn này ăn cái đã. Trời ơi, khổ quá vậy. Bọn này nó tinh nghịch quá các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó bơi nè. Căng chưa. Dí theo cho nó ăn liền. Chắc trong cái số này chắc nó cũng có xen lẫn với con đực và con cái. Nên chúng ta sẽ không cần phải kế hoạch hóa lại dân số cho của tụi nó nữa. Ok. Trời ơi, nó chơi kìa các bạn à. Nó cứ đá banh qua lại thôi kìa. Bọn này cứ lì quá đây nha. Trời ơi, Lyo Pleurodon. Wow, nhìn nó đã các bạn ơi. Con bự á, quên cái con đực á, thì cái kích thước á nó sẽ bự hơn cái con cái các bạn à. Đó là điều hồi xưa tới giờ rồi. Wow, để chúng ta cho Ascend of Chicken cho vào nó thử được không? Không cho được các bạn ơi. Vậy thì nó cũng như Mosao Saurus thôi. Trời ơi. Bọn này thì nó ăn cá và chắc chúng ta phải bón. À, cho nó ăn tận tay các bạn ạ. Cho ăn tận răng luôn. Trời ơi, hơi bị kinh khủng. Đó, các bạn nhìn nó bơi vậy đã chứ kìa. Wow, cái cảm giác nó bơi rất là nhanh nha các bạn. Đó, nhớ phi kìa. Nhanh vãi chướng luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin để tham khảo về em Lyo Pleurodon này nha. Tụi nó đang rất là vui vẻ luôn đó. Ok. Đó là một vài thông tin về Lyo Pleurodon. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.